chào quý vị và các bạn. Hôm qua 13 tháng 5, một vụ nổ mỏ than nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Manisa, miền Tây của Thổ Nhĩ Kỳ, gây chấn động dư luận nước này. Theo giới chức địa phương, cho tới thời điểm này thì vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 201 thợ mỏ và khiến hàng trăm người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất. Vụ việc đã gióng lên một hồi chuông báo động đối với ngành khai thác mỏ của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn thường xuyên xảy ra sự cố do an toàn lao động yếu kém. Theo các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, một vụ nổ theo sau là cháy đã xảy ra tại một mỏ than ở thị trấn Soma, thuộc tỉnh Manisa cách thủ đô Istanbul 250 km. Vụ nổ xảy ra ở khu vực cung cấp điện, gây mất điện và thang máy không hoạt động, khiến những người còn sống không thể thoát ra ngoài. Tôi đã làm việc ở đây khá lâu rồi, nhưng các vụ tai nạn hầu như chỉ nhỏ lẻ. Đây là vụ nghiêm trọng nhất. Khi xảy ra vụ nổ, đang có rất đông thợ mỏ làm việc bên dưới. Tôi nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Thời điểm xảy ra vụ nổ có gần 790 công nhân đang làm việc trong mỏ than này. Theo số liệu mới nhất thì hiện đã có 201 thợ mỏ thiệt mạng, khoảng 80 người khác bị thương. Trong đó có một số người không phải công nhân làm việc trong hầm. Hơn 360 người khác đã được sơ tán. Theo ông Yudit, hầu hết những người bị chết là do thiếu dưỡng khí và nhiễm độc khí carbon monoxide. Do vụ nổ xảy ra trong thời điểm đổi ca nên chưa rõ chính xác số thợ mỏ mắc kẹt bên trong. Nhưng cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ AFAD ước tính có khoảng 200 người còn mắc kẹt bên trong hầm. Không khí và oxy đang được bơm vào bên trong. Đây là điều quan trọng nhất đối với các thợ mỏ ở dưới đó. Họ đang đối mặt với nguy cơ nhiễm độc carbon dioxide và carbon monoxide. Chúng ta phải nhanh chóng đưa họ ra ngoài. Những hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy các nhân viên cứu hộ đang trợ giúp các công nhân từ mỏ than. Gương mặt của các thợ mỏ đầy bụi và bùn đất. Một số người có thể tự đi được. Những người khác được cáng lên những chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn. Tuy nhiên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết công tác cứu nạn sẽ gặp nhiều khó khăn vì bên trong khu mỏ là một hệ thống các đường hầm dài nhiều km. Người ta ước tính các thợ mỏ ở vị trí cách cửa hầm đến 4 km và sâu khoảng 2 km dưới mặt đất. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện một chiến dịch quy mô lớn, chạy đua với thời gian để giải cứu những thợ mỏ còn đang bị mắc kẹt. Thủ tướng nước này cũng đã hoãn chuyến công du đến Armani trong ngày hôm nay 14 tháng 5 để đích thân đi thị sát hiện trường vụ nổ. Trong khi đó, hàng nghìn thân nhân của các thợ mỏ đang tụ tập bên ngoài khu mỏ và cả bệnh viện ở Soma lo lắng chờ đợi tin tức của người thân. Hiện có khoảng 400 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực hết sức để tiếp cận số thợ mỏ mắc kẹt. Các nguồn tin cho biết lực lượng cứu hộ đã vào được một khoang lớn trong hầm để cứu thợ mỏ, nhưng khoang thứ hai đã bị đóng kín với nhiều thợ mỏ bên trong. Theo hãng tin Reuters, các nhân viên cứu hộ đang cố gắng bơm không khí sạch vào mỏ cho những người còn bị mắc kẹt. Hiện chưa rõ ngọn lửa đã được khống chế hay chưa. Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã hoãn chuyến công tác tới Albania để tới thị sát địa điểm xảy ra tai nạn. Phát biểu tại thủ đô Ankara tối hôm qua, ông Erdogan cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức mình để sớm đưa những người bị mắc kẹt ra ngoài. Nỗ lực cứu hộ những người anh em của chúng ta vẫn đang tiếp tục. Cầu Chúa phù hộ trong những giờ tới. Tôi hy vọng sẽ nhận được tin tốt lành về việc đưa mọi người lên mặt đất. Công ty sở hữu khu mỏ này Soma Komur Islet Mallory AS cũng đã chính thức xác nhận hầm mỏ xảy ra sự cố, khiến nhiều người thiệt mạng, nhưng từ chối đưa ra một con số cụ thể. Đại diện công ty cho biết tai nạn trên bất ngờ xảy ra, mặc dù các biện pháp an toàn cao nhất được thực hiện gắt gao và kiểm soát liên tục, đồng thời nhấn mạnh rằng một cuộc điều tra sẽ được tiến hành. Trong khi đó, hàng nghìn người thân và bạn bè của những người thiệt mạng đã tập trung bên ngoài bệnh viện la hét đòi biết thông tin. Anh trai tôi đã được đưa vào bệnh viện. Ca làm việc của anh ấy từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tôi đang chờ thông tin từ bệnh viện và các nhà chức trách. Những người khác có người thân đang bị mất tích thì lo âu, thấp thỏm, chờ đợi tin tức. Tôi đến đây từ lúc trời gần tối, chờ thông tin về con trai và chú của tôi. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi ở đây, tôi có hai người thân trong mỏ. Chúng tôi đã chờ đợi từ chiều và hiện giờ vẫn đang ở đây. Hiện chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về người thân của chúng tôi. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ được cho là do dò hệ thống điện. Cũng chính vì vậy mà thang máy không sử dụng được và khiến nhiều thợ mỏ mắc kẹt dưới mặt đất. Bộ Lao động và An sinh Xã hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lần thanh tra cuối cùng mỏ than nói trên diễn ra vào hôm 17 tháng 3 vừa qua và kết quả thanh tra cho thấy mỏ than tuân thủ theo các quy định về an toàn. Tuy nhiên, theo một số thợ mỏ, công nhân không được bảo vệ khi làm việc dưới lòng đất. Không hề có các biện pháp bảo vệ an toàn tại hầm mỏ này. Công đoàn chỉ là đám bù nhìn, còn ban giám đốc chỉ nghĩ đến tiền. Người thợ mỏ chết vì họ không có công việc nào khác để làm.
Công đoàn liên kết với ban giám đốc để trục lợi trên công sức của người lao động. Họ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề an toàn hay một mức lương đảm bảo cho chúng tôi. Thế nên, tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Các thợ mỏ được cho là đều có mang theo mặt nạ chống khí độc, nhưng hiện không rõ họ có thể cầm cự trong bao lâu. Một số chuyên gia về hầm mỏ cho rằng thiếu không khí là mối đe dọa lớn nhất đối với những người sống sót đang mắc kẹt lúc này. Nếu quả chân trong hầm mỏ không hoạt động, các thợ mỏ có thể tử vong trong vòng vài giờ. Các chuyên gia cho hay, tai nạn hầm mỏ bị coi là thường lệ ở Thổ Nhĩ Kỳ, do độ an toàn tại các mỏ than ở đây vốn rất thấp. Vụ tai nạn mỏ than nghiêm trọng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra năm 1992, khi 263 thợ mỏ thiệt mạng trong một vụ nổ khí ga tại hầm mỏ ở tỉnh Zonguldak, miền Bắc nước này. Vào tháng 5 năm 2010, một vụ nổ khí ga tương tự cũng xảy ra ở tỉnh Zonguldak, khiến 30 thợ mỏ thiệt mạng. Cùng với một nền kinh tế phát triển nhanh chóng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang trở thành một trong những nước có thị trường năng lượng tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Xét về nhu cầu năng lượng, đặc biệt là khí ga và điện, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đứng thứ hai chỉ sau Trung Quốc. Tuy nhiên, mức độ an toàn lao động trong ngành khai thác mỏ tại đây lại không được chú trọng, khiến số người tử vong do tai nạn khai thác mỏ chiếm tỷ lệ cao nhất so với các ngành công nghiệp khác của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nhà phân tích, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cần có những biện pháp mạnh tay hơn nhằm đảm bảo tính mạng cũng như quyền lợi của người lao động, thì ngành năng lượng nước này mới có thể phát triển bền vững. Phần tiếp theo của chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay là những diễn biến mới nhất từ Ukraine. Trong khi các nỗ lực nhằm thúc đẩy đối thoại dân tộc tại đây dường như vẫn dậm chân tại chỗ, chưa đạt được bước đột phá nào, thì tình hình tại quốc gia Đông Âu này lại tiếp tục căng thẳng sau khi khu vực miền Đông tổ chức trưng cầu ý dân về nền độc lập. Chính quyền lâm thời Ukraine ngày 13 tháng 5 thông báo ít nhất 7 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và nhiều binh sĩ khác bị thương trong các cuộc đụng độ tại miền Đông. Vụ đụng độ đẫm máu đầu tiên kể từ khi các khu vực ở miền đông Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý hồi cuối tuần qua được xem là một tín hiệu không mấy tích cực đối với tiến trình đối thoại dân tộc mà Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cũng như các nhà ngoại giao phương Tây đang nỗ lực thúc đẩy. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, 7 binh sĩ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi nhóm xe bọc thép của họ bị phục kích gần thị trấn Kramatorsk, điểm nóng giao tranh trong những ngày gần đây. Khoảng 30 tay súng ủng hộ ly khai ẩn nấp trong bụi rậm dọc bờ sông cách Kramatorsk 20 km đã dùng lựu đạn, vũ khí tự động tấn công lực lượng an ninh Ukraine. Đây là trận phục kích gây thiệt hại về người nặng nề nhất cho lực lượng chính phủ kể từ khi bắt đầu triển khai hoạt động đặc biệt trong khu vực. Giao tranh kéo dài gần một tiếng, 6 lính dù đã thiệt mạng ngay tại hiện trường và 9 người khác bị thương. Một trong số đó đã tử vong sau đó. Trong một phát biểu tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Yevgeny Pyevinis thừa nhận vẫn còn nhiều điểm cần làm sáng tỏ trong lộ trình hòa bình mà Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đưa ra, như vấn đề các cuộc đối thoại bàn tròn dự kiến bắt đầu trong ngày hôm nay, 14 tháng 5. Những gì mà Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đưa ra phần nào phù hợp với những yêu cầu của chúng tôi. Song vẫn còn một số điểm trong lộ trình hòa bình này cần phải được nghiên cứu thêm, ít nhất là chúng tôi muốn thảo luận về vấn đề này thêm một lần nữa. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm qua cũng đã tới thủ đô Kiev nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với cuộc đối thoại bàn tròn giữa các quan chức chính trị và đại diện các xã hội dân sự tại Ukraine. Tiến trình đối thoại dân tộc này theo kế hoạch sẽ được khởi động vào ngày hôm nay 14 tháng 5 và diễn ra dưới sự chủ trì của nhà ngoại giao Đức Wolfgang Ischinger, người được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu chỉ định và nhận được sự ủng hộ của chính quyền lâm thời Ukraine. Hiện chính quyền lâm thời Ukraine vẫn lên tiếng phản đối sự có mặt của các lực lượng đòi ly khai ở miền Đông, cũng như chưa công bố danh sách những người tham dự cuộc đối thoại bàn tròn nói trên. Tuy nhiên, theo chính phủ Nga, nếu không có sự tham gia của tất cả các phe phái tại Ukraine, tiến trình đối thoại dân tộc sẽ thất bại. Trong khi đó, trên mặt trận ngoại giao, Nga cũng đã bắt đầu có những động thái nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ khi đưa ra một loạt các biện pháp trả đũa trong lĩnh vực hợp tác không gian. Trong một phát biểu mới đây, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Nga sẽ không chấp nhận đề nghị của Mỹ kéo dài thời hạn sử dụng trạm vũ trụ quốc tế ISS sau năm 2020, đồng thời tuyên bố từ nay Mỹ sẽ không được sử dụng các động cơ tên lửa của Nga để tiến hành các vụ phóng vệ tinh quân sự. Hiện không có gì đảm bảo rằng các động cơ của chúng tôi chỉ được sử dụng vào các mục đích dân sự, nên chúng tôi sẽ không tiếp tục cung cấp những động cơ này cho Mỹ. Chúng tôi cũng sẽ không cần phải tham gia các chiến dịch bảo trì đối với những động cơ đã được gửi tới Mỹ.
Liên quan tới việc Liên minh châu Âu mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào Nga, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố, vào thời điểm hiện nay, Nga không có kế hoạch đáp trả, đồng thời nhấn mạnh những hành động của Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ chỉ gây hại cho các nỗ lực nhằm chấm dứt khủng hoảng tại Ukraine. Hơn nữa, những lệnh trừng phạt này đã phản ánh một cách tiếp cận kiệt sức, không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ làm sâu sắc hơn những bất đồng và gây ảnh hưởng tới các nỗ lực chung nhằm tìm ra một lối thoát cho tình hình khủng hoảng tại Ukraine. Tại một cuộc họp báo chung gần đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố nếu Nga phá vỡ cuộc bầu cử ngày 25 tháng 5 của Ukraine, thì việc có thêm các lệnh trừng phạt là không tránh khỏi. Song các lệnh trừng phạt mới có thể chỉ là gia tăng các biện pháp hiện nay, chứ không phải là nhằm trực tiếp vào ngành kinh tế chủ đạo của Nga, như các lệnh trừng phạt áp dụng với Iran. Mạng tin Project Syndicate có trụ sở tại Praha, Czech ngày 13 tháng 5 nhận định, khi mà bạo lực leo thang ở miền Nam và miền Đông Ukraine chưa có giải pháp khả thi, thì khủng hoảng Ukraine đang dần trở thành cuộc xung đột chính trị hỗn loạn nhất thế giới, kể từ các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ tới nay. Trong lúc này, mặc dù hai khu vực ở miền đông của Ukraine là Donetsk và Lugansk, mặc dù đã tuyên bố độc lập, thậm chí chính quyền Donetsk còn xin sáp nhập vào Liên bang Nga, song chính phủ Nga vẫn chưa đáp lại lời đề nghị này. Người biểu tình tại Donetsk, miền đông Ukraine hôm 12 tháng 5 đã tuyên bố độc lập khỏi Kiev và đã có những tiếng nói yêu cầu được sáp nhập với Nga. Động thái này diễn ra sau khi kết quả của trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của khu vực này được công bố với đa số phiếu ủng hộ. Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Denis Pushilin, tuyên bố nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk hiện là một nhà nước có chủ quyền, đồng thời kêu gọi Moscow lắng nghe ý nguyện của người dân. Dựa trên ý nguyện của nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, chúng tôi hy vọng Liên bang Nga sẽ cân nhắc việc sáp nhập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk vào Liên bang Nga. Chúng tôi cảm thấy có một sự kết nối với nước Nga, không chỉ về mặt lịch sử, văn hóa, tôn giáo, kinh tế, mà chúng tôi thuộc về nền văn minh Nga. Tôi cảm thấy rất vui, không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng, Ukraine đã không có ý nghĩa gì đối với chúng tôi. Trong khi đó, nhiều cư dân của thị trấn Slavyansk ở miền đông Ukraine cũng cho biết họ cảm thấy hài lòng với kết quả trưng cầu dân ý. Suốt 23 năm qua, chính phủ Ukraine đã khiến người dân thất vọng và mọi người đã quá chán ngán chuyện đó. Tôi không phải là người ủng hộ các hành động quân sự, song đúng là mọi người muốn có một sự thay đổi. Mặc dù không được chính quyền Kiev và phương Tây công nhận, nhưng chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã bắt đầu những bước đi tiếp theo để ổn định cuộc sống. Theo ông Denis Pushilin, những việc phải làm sắp tới là cải cách khu vực kinh tế và xây dựng quân đội. Trước tình hình tại miền đông Ukraine hiện nay, nhiều nhà phân tích cho rằng ngay cả những người không đồng tình với hành động tự quyết của Donetsk và Lugansk cũng buộc phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên rằng kết quả trưng cầu dân ý phản ánh nguyện vọng của người dân và việc người dân xếp hàng đi bỏ phiếu cho thấy họ đang quá thất vọng với tình hình bạo loạn hiện nay. Vì chính quyền Kiev không công nhận cuộc trưng cầu dân ý và tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự tại đông nam Ukraine sẽ càng khiến cho cục diện thêm căng thẳng và gia tăng nguy cơ đánh mất đi hoàn toàn khu vực này, đồng thời đẩy Ukraine lâm vào tình trạng bị chia cắt, điều mà chẳng ai mong muốn. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.